Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 8 chỗ ngồi quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Toyota Innova nó có những cái phiên bản 7 chỗ, phiên bản 8 chỗ, phiên bản V, phiên bản E. Ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Innova ở cái phiên bản 2.0 E các bạn nhé. Số sàn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 6.300 km thôi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là cái đồng hồ công tơ mét là chuẩn, chúng tôi không tua nhé. 6.300 chuẩn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn ạ. Có thể nói đây là một chiếc xe cực kỳ hiếm có tại thị trường Việt Nam lúc này. Tại vì những chiếc xe Toyota Innova sinh ra phần lớn là để chạy dịch vụ, để chạy cho các công ty, chạy rất nhiều. Nhưng chiếc xe này là chạy gia đình các bạn nhé. Chỉ có 6.300 km chuẩn thôi các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này tôi khẳng định với quý vị các bạn, đi tìm ở tại thị trường Việt Nam lúc này rất là hiếm. Vì từ 2018 đến nay là 5 năm sử dụng mà mới có 6.300 km thôi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này là màu đồng ánh kim, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova E 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e, số sàn sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 6.300 km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2.0e 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.